Thưa quý vị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hỗ trợ công tác thanh tra giám sát ngân hàng nhằm tăng cường công khai minh bạch, phòng chống tham nhũng rửa tiền. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra cho ngành ngân hàng tại sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024 với chủ đề mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số diễn ra ngày hôm nay. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngành ngân hàng đã nỗ lực không ngừng trong công cuộc chuyển đổi số và đã đạt được nhiều thành quả trên các trụ cột quan trọng. Cho đến nay, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đã đạt 87%, vượt mục tiêu 80% vào năm 2025. Tỷ lệ khách hàng sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 49%. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần GDP. Đã tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công ngành ngân hàng trực tuyến, toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Đề án 06. Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đã đạt được thời gian qua và nêu mục tiêu thời gian tới, đó là phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tiết kiệm, giảm chi phí, thời gian, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu. Về quan điểm, Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số ngành ngân hàng phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo, kết hợp với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố then chốt để phát triển ngành ngân hàng Việt Nam có bước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh để bắt cùng, tiến kịp và vượt lên so với khu vực, thế giới. Chuyển đổi số ngành ngân hàng một cách tổng thể toàn diện, ưu tiên chất lượng hơn là số lượng, nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phát triển hạ tầng thanh toán điện tử và đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Chuyển đổi số ngành ngân hàng phải đồng bộ và phải kết hợp chặt chẽ với các bộ, các ngành, các địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu phải đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thúc đẩy phát triển, mở rộng, đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tuân thủ chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hỗ trợ công tác thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, rửa tiền, rồi các cái tiêu cực khác trong ngành ngân hàng. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán, bảo vệ dữ liệu cá nhân, áp dụng tiêu chuẩn bảo mật mới, đảm bảo an toàn, tiện lợi và chi phí hợp lý cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu sớm trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng và nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt, cố gắng hoàn thành trong quý 2 2024.